Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu có biệt danh Hậu Pháo, sinh năm 1981, trú ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, trong khi quê gốc ở xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo người dân huyện Vĩnh Tường, Nguyễn Văn Hậu có tuổi thơ đầy vất vả, từng phải chăn vịt để phụ giúp gia đình. Trước khi bước vào thương trường, Ông chủ tập đoàn Phúc Sơn còn có giai đoạn kiêm cả nghề chạy xe ngựa, sau đó ông Nguyễn Văn Hậu quyết thoát khỏi lũi che làng gây dựng cơ nghiệp. Ngôi biệt thự được xây dựng rất lớn cạnh quốc lộ 2C, từ khi Nguyễn Văn Hậu bị bắt, ngôi nhà luôn đóng cửa, camera được lắp xung quanh khu biệt thự này. Trước đó ông Nguyễn Văn Hậu cùng ba cán bộ ở tập đoàn Phúc Sơn là Nguyễn Thị Hằng, phó tổng giám đốc, Đỗ Thị Mai kế toán trưởng, Hoàng Thị Tuyết Hạnh kế toán viên và Trần Hữu Định, giám đốc công ty cổ phần đầu tư Nam Á Group. Nguyễn Hồng Sơn, lao động tự do, bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can trên bị khởi tố vì đã có các hành vi giả mạo, khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước, phạm vào khoản 3 điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, hành vi của các đối tượng liên quan, xác minh tài sản để thu hồi, kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật. Trong cuộc họp báo diễn ra đầu tháng 3 liên quan đến vụ việc này, Trung tướng Tô Ân Sô thông tin, doanh nghiệp Phúc Sơn này là doanh nghiệp nhỏ cấp huyện mà vươn lên đi khắp nơi, trúng thầu nhiều dự án hàng ngàn tỷ đồng nhưng năng lực, mức độ rất vừa phải trong khi nhiều tập đoàn, công ty hùng mạnh không có được các dự án lớn như thế. Trung tướng Tô Ân Sô nêu thêm, năng lực theo báo cáo thì phó tổng giám đốc của công ty này mới học xong lớp 4. Ở đây cần thấy là có học và nghèo vượt khó hơn lên thì khuyến khích và nghèo vượt khó làm giàu, nhưng không được làm ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của người dân, nhà nước. Cơ quan điều tra đang tập trung điều tra, mở rộng điều tra để đảm bảo xử lý đúng người đúng tội, thu hồi tối đa tài sản. Theo thông tin ban đầu của cơ quan điều tra cung cấp thì công ty Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004 là công ty ở mức vừa phải, hoạt động ở cấp huyện về xây lắp, nhưng từ năm 2015 vươn mình lên rất mạnh mẽ, nhận nhiều công trình từ bắc đến nam. Bước đầu xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc, cơ quan điều tra nhận thấy công ty đã bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế gây thiệt hại cho nhà nước trên 640 tỷ đồng. Hiện công ty này còn nợ hàng chục ngàn tỷ đồng tiền thuế nhiều dự án bất động sản chưa đủ các điều kiện để bán đi vào thị trường nhưng đã bán thu tiền mà không giao đất cho các nhà đầu tư nên gây thiệt hại cho người dân hàng chục ngàn tỷ đồng gây rất nhiều bất ổn cho nhà đầu tư người dân